July 2nd at the camping site in Harold Parker State. It will be rain today, tomorrow, and the day after. But many people still coming with the fear. We already buy some camwood, beautiful size. Rồi, we have to swap the round for the grass. Mine are good first before to set up the tent. We just bump the air bed. Working? I don't know. Bây giờ đang chống mưa, bỏ thêm ở trên nóc. Mà nhà này cũng đang che cho lều mặc áo mưa. Nhưng mà mưa cũng lúc chút lắc rắc thôi, hy vọng là dày cho đến thứ hai. Chứ còn mưa lớn thì cũng hơi sợ, cảnh thì rất là đẹp. Rộng lắm. Restroom ngay đây luôn. Vậy cũng có người cũng chịu chơi giống như bên mình chứ bộ. Mà cho trong đây hồi nãy chạy trên đường đi vô là vẫn có nhiều người đến ngày hôm nay, ngày mai người ta mới đến đông hơn. Đẹp chưa? It's beautiful. Đó, cái chỗ đó đó là cái pond á, để mà tắm cho mấy bé đó. Đó. Mà lạnh vậy tắm gì nổi trời. Bên đó có cát giả bên đó luôn. That's the pond. To take a bath. Chúng tôi đang nấu gà xôi gà Thái Nhật. Thái Nhật. Không xôi Việt Nam, tại vì của Thái là phải có dừa Thái. Bà nữa mình ấy đi rút vé không được, những mấy ngày đi kiếm không được. Bây giờ chỗ đi của con nó làm. Ờ thì đâu sao đâu, chỉ có là giống như nó vô ké là nó ở cái lèo, thêm một cái lèo thôi, đâu có gì đó. Ừ đúng rồi. No parking anytime, we only take a walk. Đi tới mấy cái chỗ đó, đúng rồi, mấy cái xa người ta chưa vô đó. Mấy cái chỗ kia là có. Ừ, này trên đây có nè, thế nào là gì cũng có. Yes. You can get to the water here. And you can load kayak over there somewhere around. No dog, someone already put the no art on beach during camping season. No screaming?
Oh really? So what is it for? Tắm quanh quẩn ở đây thôi chứ không cho ra ngoài kia. Đó, họ văng cái chân dây đó. Ồ, nước để tắm được hơi dơ vậy tắm hả? No, they say no swimming. They say no swimming, so what is it for? Exactly? I don't know. I saw many people got to the water many times from last camping. Maybe they changed the policy now. Lotus? No, it's not me. Lotus. How to find this one? Beautiful flower. Family with lotus. Hi there. Where you guys going? You can rent this box for handicap disability for my dad. Play around right here. And the spot around here is 63, 65 to 85. 65 exactly. Oh no, 68, sorry. My bad. Yeah, play around. Yeah, no kids around today. Another basketball court. Right at the 74 space, you can get in. Big volleyball or big area over there too. It's good. What are you going doing? They cut the tree, I guess. What is that few pawn? This small new tonight, huh? A29. That is the way to go to the fifth one on the way in. Careful.
nothing. Don't worry. Nothing. Nothing dangerous. When you see a turtle, you turn left to go to the pond. Few pond. Yeah. Yeah, I know. It's just a sign. Not the space. For the can. Yeah, the dress board. Big here. Few pond here. We were there on last camping. Now we will go to the left side to see family duck. That's good. Look at this one. It looks like a crocodile. Yeah, I saw some people fishing over there, somewhere around here, that area. But today it's so quiet. You can go there too. Yeah, the others and like, yeah, you can load kayak. And the other one too, you can drive your car. Nhưng mà I don't know that it will be a private house. Không chừng là nhà riêng gì. Mà tính chơi thay tên lịch hả? Okay. How about you? You can do it. I know, Raymond. On with can. I'm not surprised. What is this down here? Yeah, nè, mình có thể là load kayak xong rồi row surround cái island đó ha, đúng không? Ờ, yeah, that's good. Có muốn đi hướng này không? Có muốn đi hướng này thử có thể load cái đó không? Cái đó là có thể là red room hay là on private house. Yes, okay. It's by a private house. Private property. So this this way belong to the state. Haro. We got lost. We go to the near the road. We go back. See. We go over there. Yeah, I know. Yeah, you can load kayak here. It's easy to load. Mm-hmm. Yes. So that means car can go to this side. Cái đó sẽ go back to the road over there and turn right to go back to the main entrance.
trước là em cũng đi dạy một lần rồi đó. Trời ơi, nãy giờ mình đi khí thế vậy. Bây giờ em nói, ủa sao cô nãy có đi cái được. Oh, look at that. The miss. Sương rồi chị Mai. Dạ hả? No, I didn't hear you. Oh, it's too cold. Yeah, yeah, the miss. Oh, finally. We can do the real fish low level chicken pot squirt with hot oil and they just try to do the hammock set up. Oh, finally I can see the sun coming out of the cloud for 3 or 4 days in a row, right? I could see the sun right now. Hopefully no more raining. Wet, on wet. We wear the raincoat for the tent. Night view. Nào, sao không lấy cái bên đây, one over here. Xa hơn đây. Mẹ con nhìn thôi là con biết nào gần hơn luôn á. Cái này gần hơn chứ. Cái này gần hơn đó. Đúng rồi, vừa lấy mẹ, nói mẹ. Tại vì cái gần hơn. Vừa nãy vừa nói mẹ làm cái này, nhưng mà em bắt con này thì chứ bộ tưởng mẹ thích chứ vậy. Cái này gần nồng lì. Sunshine. Oh my goodness. 4 days. We can see the sunshine. Why you wear raining coat, mommy? Mặc áo mưa vậy mà. Mini reel and big reel here. Ngon, vẫn ngon phải không? Ngon mà không? Chị ơi, chơi gì ở? Ủa mấy tụi nó chạy đâu rồi? Chăm, where are you? It's beautiful, right? Yeah, wow, it looks gorgeous. Mà gì ra dây coi nè, trời đẹp quá trời nè. So beautiful. Reflection, you know, yeah, right? The light is coming. Yeah. You bring the fish in rocks? No. I think the water is gonna be. Yeah, I know the reflection. Look gorgeous, huh? Oh, how your camera? I remember you are professional. No, I didn't bring camera. I have one. I remember that. The old one I keep at home. Okay. It's my brother. Oh, really? When you travel over there, right? Mm-hmm. Oh, finally sunshine here. Finally. Em đã nói chị không biết bạn chị à. Đồ ăn nguội thì không, không ăn. Không chịu, không nó không chịu gì. Đồ ăn nguội thì không ăn mà. Thôi vậy mà khỏe. Lát nữa. Vậy lát nữa nó nguội rồi khỏi ăn luôn. Nó ở nhà thì làm sẵn thì có microwave bỏ vô. Mẹ chị mà chị không biết à. Ừ có này vô cũng ấm áp. Với lại cho. Ok. Wait.
chưa? Đúng rồi, nhưng mà chưa biết sao không? Họ không có đặt cái lên phía trên đó giống như mình. Mà họ đặt hai cái củi vậy nè. Còn họ có cái miếng ấy họ đặt lên đây luôn. Quấy quấy. À, chắc có cái miếng giống như bà Bình biết cái à, chà, cái riêu, cái riêu. Không cái... phải cái miếng thép mà nó bằng thép mà hay là bò né không? À. Cái dạng đó đó, đó là thì đây đó là cái miếng đó là miếng riêu đó, miếng à. Gì để nó họ bắt đầu bỏ đồ ăn lên để gì đó mà bỏ bánh mì xúc xích gì đó lên đó. Nhưng mà sao nó vẫn khó vậy, mù mịt vậy? Rồi giờ đi về hồi nãy cho mai today we go this side. You can fish. You can do fish in here. No swimming. Nó nghe nó hiểu chết liền. Ô chó biết bơi mà. Có thể là cái rắn nó lột da không? No. Snake. Nó không phun nhưng mà nó The fish one, is that the fish one? Real or fake? Real. Or maybe the skin? No, not the skin. Yeah, the head, the eyes moving. You can see the eye from here? Yeah, are you this serious? One. This is out for get some. No, you see? Be careful, mom. Ma. Because no one touching. If Leah almost jump. She can't want come today and I see. Yeah, her. She can send it and she want yeah. to come close to that's the other animal. She hunting all. The dog try to get hold the water, the tide too high. Nó biết cách tự giận quá ha. Thì lấy đĩa khác thôi. Oh, so beautiful. With the sunshine. So it's more beautiful on the day we going to leave. Oh, that's so funny. We will have five sticky rice with round meat mixed with black mushroom. Ừ, xem still eating. Bé, thấy cái đầu dép con này, nó chui vô trong luôn kìa.